Ok, xin chào tất cả các anh em, lại là mình An Minh Hoàng Sơn ở kênh Máy Anh Cô Nội đây. Thì ngày hôm nay thì mình lại đề cập đến một cái siêu phẩm nữa đến từ nhà Canon. Trong cái thời điểm vừa rồi, trong cụ thể là từ cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa rồi, thì các hãng lớn trên thế giới, ví dụ như hãng Canon, hãng Fujifilm và hãng Sony đều đã ra mắt những cái siêu phẩm rất là tuyệt vời đến từ những cái series máy được nhiều người yêu thích thời gian trước. Ví dụ nhà trong video trước mình có chia sẻ về chiếc Fujifilm X-T5, một dòng máy mà có thể nói là đánh dấu cái định hướng quay trở lại những cái gì thuần túy, những ảnh thuần túy của Fujifilm. Thì hôm nay thì mình lại lên sóng một cái video mình chia sẻ đến anh em một cái dòng máy mà cũng được nhiều người yêu thích trong thời gian vừa qua, và gần đây thì Canon trong một động thái cũng rất là bất ngờ đã cho ra mắt một cái phiên bản nâng cấp nhẹ, đó chính là chiếc Canon R6 Mark II. Thì có thể đã nhiều anh em cũng đã nghe đến cái thông tin về chiếc máy này rồi. Tuy nhiên thì để nói về chiếc R6 Mark II nó một cách nó công tâm hơn thì chúng ta có thể là cùng quay trở lại mình nói một chút về chiếc Canon R6. Thì nếu như những anh em nào yêu thích các dòng máy Canon thì có thể đã biết về cái sự ra mắt của chiếc R6 này rồi, là vào năm 2020. Thì thời điểm đấy Canon họ có ra mắt cùng một lúc là hai siêu phẩm, là chiếc Canon R5 và chiếc Canon R6 cùng một lúc. Tại thời điểm mà mới ra mắt ấy, thì có rất nhiều những cái quan tâm, những cái sự chú ý đều đổ dồn vào con Canon R5, là một con máy mà khi mà so sánh giữa hai con máy R5 và R6 thì hiển nhiên là con R5 nó sẽ là một con máy nó có thể gọi là một con quái vật về hiệu năng, thông số đều cực kỳ bá đạo. Con máy đầu tiên mà có khả năng quay 8K này, lại còn là một con máy đầu tiên đến từ Canon mang ngàm R mà có chống rung cảm biến và có thêm những cái tính năng rất là hiện đại, rất xịn sò nữa. Thì thời gian đầu thì có rất nhiều người là chú ý đến con R5. Tuy nhiên thì về sau dần dần ấy, theo thời gian thì lại có nhiều người lại yêu thích chiếc R6 hơn, bởi những lý do sau. Thì nhiều người nhận thấy rằng là chiếc R6 là một con máy nó có giá thành nó phải chăng hơn con R5. Con R6 thì tuy có thông số nó khiêm tốn hơn con R5, thế nhưng mà trong cái nhu cầu sử dụng hàng ngày ấy, thì nhiều người đánh giá là con R6 nó vẫn đáp ứng gần như là hoàn hảo tất cả những cái tác vụ, những cái thể loại thông thường, kể cả là chụp hay quay. Thế nên về lâu về dài, dần dần về sau thì lại càng có nhiều người yêu thích chiếc R6 hơn, bởi vì nó là một cái dòng máy nó có giá thành nó phải chăng hơn, nhưng nó lại làm con máy nó làm tốt được nhiều tác vụ cho người dùng. Và sau đó thì thời gian gần đây thì có rất là nhiều người đã đồn đoán là có thể Canon họ sẽ cho ra mắt một cái rất bất ngờ chiếc R6 Mark II. Mặc dù là từ thời điểm con R6 nó ra mắt đến thời điểm hiện tại nó mới chỉ là có 2 năm thôi, nhưng mà có thể là Canon họ nhận thấy được một cái nguồn lợi từ cái con R6 này, một cái dòng máy mà có nhiều người có thể là họ lựa chọn nhiều hơn này, nó phục vụ tốt được cái nhu cầu của nhiều người hơn, và đặc biệt là cái dòng R6 này nó đem lại cái nguồn doanh thu nó ổn định hơn cho Canon. Nên họ quyết định là trong một cái động thái cũng khá là bất ngờ, họ nâng cấp nhẹ chiếc Canon R6 để cho ra mắt chiếc R6 Mark II. Thì khi mà đọc qua cái thông số của chiếc R6 Mark II này thì có thể thấy rằng đây là một cái phiên bản nó chỉ là nâng cấp nhẹ so với chiếc R6. Tuy nhiên cái nâng cấp này thì cũng vẫn đủ để có thể thấy rằng đây là một con máy nó hoàn thiện hơn, nó đầy đủ hơn so với cái người tiền nhiệm của nó. Thì về cái thiết kế thì chiếc R6 Mark II nó sẽ không có thay đổi nhiều so với chiếc Canon R6 trước đây. Nó chỉ có riêng cái thay đổi nho nhỏ là về cái vị trí đặt phím bật tắt của máy sẽ được đặt là từ cái vị trí bên tay trái sẽ được chuyển sang bên tay phải. Còn ở vị trí bên tay trái này thì cái vị trí trước đây là cái núm bật tắt của nó sẽ được thay đổi là một cái phím để thay đổi chức năng nhanh, để những người dùng có thể chỉnh nhanh được từ chế độ chụp sang chế độ quay một cách nhanh nhất và tiện nhất. Và một cái nâng cấp đáng kể nữa trên thiết kế con R6 Mark II này mà mình thấy là sẽ có nhiều người cũng khá là yêu thích, đó là cái thời lượng pin của con R6 Mark II là sẽ gấp đôi con R6. Ở trên con R6 trước đây mặc dù là dùng cùng loại pin LPE6 đời mới nhưng nó sẽ chỉ chụp được 380 shot hình trong một lần sạc đầy, thì khi mà nâng cấp lên con R6 Mark II này thì sẽ được nhân cái thời lượng pin nhân gấp đôi là lên là 760 lần chụp liên tiếp trên một lần sạc đầy. Mỗi điều mà mình thấy sẽ là một cái động thái mà nâng cấp của Canon mà sẽ có nhiều người sẽ cảm thấy là con R6 Mark II này nó sẽ đáng giá hơn con R6. Bên cạnh đó thì ở về phần thông số thì sẽ có những cái nâng cấp nhẹ như sau, là ở phần cảm biến vẫn mang cảm biến full frame, thế nhưng mà cái độ phân giải được tăng là từ 20 megapixel trên con R6 thì được nâng cấp lên thành là 24 megapixel trên con R6 Mark II. Đây là một cái điểm mà mình nghĩ rằng là ở về cái phần gọi là chất lượng hình ảnh thì nó sẽ không phải là nâng cấp quá nhiều. Tuy nhiên thì về cái mặt gọi là độ hấp dẫn người dùng ấy thì mình nghĩ rằng là 24 megapixel nó sẽ là một cái con số nghe nó thuyết phục hơn với những cái người dùng thời điểm hiện tại, khi mà ở trên thị trường có rất là nhiều cái dòng máy nó mang cái độ phân giải tối thiểu là 24 megapixel, thậm chí là những con máy bây giờ nó còn là nâng lên chuẩn là 26 megapixel cơ. Nên là việc là nếu Canon họ vẫn giữ cái con số 20 nghe rất là khiêm tốn như vậy, nó sẽ có thể là những cái người dùng mà họ đang phân vân về cái chất lượng hình ảnh của con R6 này có thể nhận thấy rằng cái độ phân giải này sẽ là một cái điểm mà nhiều người không thích. Thì nâng lên 24 megapixel này cũng sẽ có một cái nâng cấp nữa dành cho người dùng, đó là việc khi mà mình chụp ảnh ấy, thì cái khả năng là mình co cắt, mình crop hình ảnh nó sẽ thoải mái hơn khá là nhiều. Con máy vẫn có khả năng chống zoom 8 stop trên cảm biến. Tuy nhiên thì qua một số những cái review người nước ngoài đánh giá chia sẻ thì cái khả năng chống zoom 8 stop này thì có thể nó sẽ có những cái tính hiệu quả nó tốt hơn ở trên con R6. Một số những cái review ở nước ngoài có đánh giá là ở cái 8 stop này, cái khả năng chống zoom 8 stop này đó là 8 stop ở trên thân máy, tức là còn chưa bao gồm là những cái tính năng chống zoom trên ống kính hay là dùng những dòng ống kính và hỗ trợ tăng cái khả năng chống zoom này. Một cái điều rất là tuyệt vời, ở trên con R6 trước đây thì cái hiệu năng chống zoom 8 stop này nó là chỉ có thể đạt được khi mà sử dụng trên một số dùng cái ống kính nhất định thôi. Còn trên con R6 Mark II này thì đây là 8 stop chưa dùng ống kính, thì có thể thấy là cái hiệu năng chống zoom con máy này nó được tăng lên rất là nhiều. Khả năng quay 4K ở con R6 Mark II cũng được nâng cấp lên nhẹ. Ở trước đây ở trên con R6 đời trước ấy thì khả năng quay 4K của nó sẽ là có thể quay 4K ở mức độ là 60 frames trên giây, nhưng mà sẽ bị crop nhẹ là 1.07 lần. Còn ở con R6 Mark II thì sẽ là không bị crop. Người dùng hoàn toàn có thể quay toàn bộ cái khung hình cảm biến full frame của mình với chất lượng 4K 60 frames trên giây. Một cái điểm mà có thể nhiều người trước đây yêu thích ở trên dòng R6, khả năng quay video rất là tốt của nó, thì ở trên con R6 Mark II này khả năng quay video còn được tăng lên mức là tuyệt vời. Một cái điều mà có thể sẽ nhiều người muốn nâng cấp lên con R6 Mark II để có được cái chất lượng video nó tốt hơn. Và đặc biệt là một cái nâng cấp mà tại thời điểm con R6 Mark II ra mắt được rất là nhiều người đánh giá cao, đó là ở trên con R6 Mark II này nó được bê nguyên cái công nghệ lấy nét từ con flagship R3 xuống. Con R6 Mark II sẽ có những cái nâng cấp mới về khả năng học thuật toán lấy nét này, nó sẽ có một cái thuật toán lấy nét thông minh hơn này, nó sẽ có thêm một cái tính năng lấy nét, bắt nét theo những cái mục tiêu như là xe cộ này, xe máy, máy bay, nó nhanh, nó chính xác hơn. Và đặc biệt là qua những cái trải nghiệm của những reviewer được cầm máy sớm ấy, tôi nhận xét là con R6 Mark II này nó không khác gì một con R3 thu nhỏ, nó cực kỳ chính xác, nó cực kỳ nhanh và nhạy. Nếu như những ai mà thời điểm này có thể là mình đang chú ý đến những dòng máy siêu cao cấp đến từ Canon như chiếc R3, tuy nhiên có thể kinh phí mình hạn hẹp, nhưng mình vẫn muốn gọi là trải nghiệm được cái hiệu năng lấy nét và khả năng chú liên tiếp xịn sò con R3 ấy, thì hoàn toàn có thể mình để ý đến con R6 Mark II. Con máy này được đánh giá là con R3 thu nhỏ, một cái điều mà mình thấy rất là ấn tượng. Ngoài ra thì con máy cũng được nâng cấp nhẹ ở cái tốc độ chụp liên tiếp của nó là từ 20 lên đến 40 frames trên giây ở chế độ chụp màn hình điện tử. Và bên cạnh cái việc là tăng cái tốc độ chụp liên tiếp rất là nhanh như vậy ấy, thì nó có thêm cái tính năng là pre-capture. Thì giải thích qua một chút cái tính năng này là gì. Thì khi mà người dùng chụp ấy, khi mà người dùng ấn cái cò này, ấn nhẹ cò này để bắt đầu mình chụp ấy, thì con máy nó sẽ tự động nó ghi một cái khoảng ảnh nó trước cái thời điểm mà người dùng bấm hết cái cò này, con loanh quanh khoảng tầm 1 giây. Để có thể là nếu về sau nếu như người dùng mà đem những cái bức ảnh mà chụp liên tiếp này đem hậu kỳ thì sẽ không bị bỏ lỡ những cái khoảnh khắc mà trước đấy mà có thể ở những dòng máy đời cũ có thể là người dùng bởi vì là do người ta không phản ứng kịp ấy, người ta sẽ bị bỏ lỡ mất những cái thước hình nó đẹp. Đây là một cái tính năng nó đã có mặt trên cái dòng Nikon Z9 và được đem xuống con R6 Mark II này, thì sẽ nhận thấy là đây là một cái tính năng mà có thể sẽ nhiều người mà họ theo đuổi các thể loại như là chụp thể thao này, chụp những cái chuyển động nhanh như ở chụp xe cộ, chụp máy bay có thể sẽ rất thích ở con R6 Mark II này. Thì bên cạnh đó thì sẽ có những cái nâng cấp nhẹ nhẹ nữa, như là tăng số lượng khe thẻ nhớ lên là từ 1 lên 2 này, có thêm cái tính năng như là chụp HDR chuyển động này, những cái tính năng nho nhỏ để giúp cho con R6 Mark II trở thành con máy nó hoàn thiện hơn, nó đầy đủ hơn và nó giúp phục vụ tốt được những cái nhu cầu của một nhóm người dùng nó rộng hơn. Thì đấy là một số cái chia sẻ của mình với những cái nâng cấp ở trên con R6 Mark II này. Thì cá nhân mình thì con máy này nó có phải là cái nâng cấp nó đáng để anh em có thể là những người đang dùng R6 nâng cấp lên, hoặc những người dùng có thể trước đây mình đang quan tâm đến con R6 có thể mình bỏ qua con R6 để lên thẳng đến con R6 Mark II này không. Thì mình đánh giá là như thế này, con R6 Mark II này nó là có mang cái nâng cấp nó nhẹ nhẹ, nó làm thêm một ít ở khoảng này khoảng kia ở con R6. Tức là nếu so sánh một cách công tâm thì có thể thấy là con R6 Mark II này nó không phải là một cái con máy nó quá vượt trội so với con R6. Nó chỉ có mang những cái nâng cấp nhẹ để trở thành một con máy nó hoàn thiện hơn, nó phục vụ tốt được với nhóm người dùng nó rộng hơn mà thôi. Nếu những ai mà thời điểm này mình có thể là mình đang cần tìm con máy để phục vụ tốt tất cả những cái nhu cầu, kể cả quay, kể cả chụp, kể cả mình làm kênh, mình làm video, hay là mình có thể mình đi chụp ảnh là để làm phục vụ cái công việc của mình ấy, thì con R6 thì hiện tại vẫn là một cái lựa chọn rất là ok. Nó vẫn là con máy mà được đánh giá là một trong những cái dòng máy có cái hiệu năng chống rung đứng đầu trên thị trường, có hiệu năng quay video vlog nhu cầu thông thường đứng đầu thị trường tại hiện tại. Con R6 Mark II có thể nó sẽ là một cái nâng cấp nó giúp cho con máy này trở thành một con máy nó phục vụ tốt được những cái nhu cầu mà khó hơn. Có thể trước đây những người dùng R6 cảm thấy là có thể hơi khó khi mà dùng con máy của mình. Thế nhưng mà nếu những ai mà có thể kinh phí bây giờ mình chưa thực sự là mình đủ để mình sắm con máy nó mới ra đời ấy, thì chọn con R6 thì hiện tại đã giảm giá nó rất hấp dẫn rồi, vẫn là một cái lựa chọn rất là ok cho anh em. Còn con R6 Mark II thì nếu như thời điểm bây giờ nhiều anh em mà đang cần tìm con máy mà để phục vụ tốt nhu cầu mình trong khoảng 5 đến 10 năm tới ở cái mức độ gọi là cận chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp ấy, thì có thể lựa chọn con R6 Mark II này cũng hoàn toàn ok. Với mức giá lúc công bố là 2.500 đô cho riêng thân máy thì cái mức giá này nó vẫn là mức giá mà với một cái nhóm người sử dụng phổ thông vẫn thể hoàn toàn có thể mình lựa chọn máy này, vẫn thể mình tiếp cận cái máy này một cách nó không quá khó khăn. Thì đấy là một cái chia sẻ nhỏ nhỏ của mình về con Canon R6 Mark II này, thì mình xin tổng kết lại một chút. Đây là một cái bản nâng cấp nhẹ từ con R6, nó giúp cho con R6 Mark II này nó thu hút được một cái nhóm người dùng nó rộng hơn, nó phổ thông hơn. Và những người dùng nào mà có thể là thời điểm này mình đang cần tìm một con máy mà có thể phục vụ tốt cả nhu cầu quay và chụp thì hoàn toàn mình có thể chọn con Canon R6. Giá bây giờ đang giảm nó rất là sâu so với thời điểm trước. Còn nếu những ai mà có thể cái nhu cầu mình nó cần tìm con máy nó phục vụ được về lâu về dài hơn, có thể là cái hiệu năng nó cần phải nó hiện đại, nó xịn sò hơn để chụp được những cái loại khó như là thể loại mình chụp bắt nét những cái mục tiêu như là xe cộ này, chơi thể thao này, hay là chuyển động của các loại máy bay, xe đua thứ ấy, thì có thể chọn con Canon R6 Mark II. Làm cái khoản đầu tư nó sẽ không hề làm cho anh em thất vọng trong khoảng thời gian khoảng từ 10 năm tới. Thì ok, đấy là chia sẻ của mình về con Canon R6 Mark II, một con máy siêu phẩm đến từ Canon. Thì nếu anh em nào có đồng ý với những cái ý kiến của mình, với những cái chia sẻ của mình về con máy này, hoặc là có bất kỳ cái ý kiến, cái quan điểm khác về con Canon R6 Mark II này, có thể để lại video dưới comment để chúng ta cùng nhau thảo luận, cùng nhau chia sẻ về con máy này nha. Ok, nếu anh em cảm thấy những cái video đưa tin kiểu này hữu ích, có thể để lại một like, một đăng ký để đón xem những cái video tiếp theo của chúng mình. Nếu anh em có bất cứ những cái ý kiến nào đóng góp để nội dung kênh được tốt lên, được hoàn thiện hơn, có thể để lại bình luận dưới comment để chúng mình rất là vui lòng tiếp nhận cái ý kiến đóng góp của anh em. Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Hẹn gặp lại trong video sau. Mình là Hoàng Sơn.